Thưa quý vị, nhờ tích cực thu gom xử lý rác thải phát sinh sau cơn bão số 5, nên đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố gần như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, do lượng rác thải từ thượng nguồn vẫn trôi về tấp vào các bãi biển Đà Nẵng, nên công ty môi trường phải huy động nhân lực để tiếp tục thu gom. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại dọc bãi biển đường Nguyễn Tất Thành vào chiều nay, mặc dù là ngày chủ nhật, nhưng những công nhân của xí nghiệp môi trường sông biển vẫn tiếp tục duy trì việc thu gom rác. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng rác thải phát sinh tại dọc các bãi biển hiện tại không nhiều, nhưng cái khó là chưa thể xử lý dứt điểm vì vừa dọn xong, sóng biển lại tấp rác vào. Ngày nào cũng làm chứ không có ngày nghỉ. Thì khi bỏ như vậy là ngày nào cũng làm, tăng ca từ sáng đến chiều tới tối. Bão số 5 và trận mưa lịch sử ngày 14 tháng 10 vừa qua đã phát sinh hàng ngàn tấn rác thải tại các bãi biển dọc các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành. Có nơi lượng rác thải dày đến nửa mét. Ngay sau bão, công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng phải huy động phương tiện cơ giới và nhân lực để xử lý, cùng với đó là sự hỗ trợ của các địa phương, lực lượng quân đội và hội đoàn thể. Nhưng tưởng công việc này đã nhanh chóng hoàn tất, song hiện nay rác thải từ thượng nguồn lại tiếp tục trôi về. Lồn buổi sáng thì buổi chiều cứ tấp tập vô, nhưng mà bọn em cố gắng lồn duy trì cho sạch sẽ. Xí nghiệp môi trường sông biển hiện có gần 80 công dân làm cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và làm tăng ca, tăng giờ để duy trì vệ sinh bãi biển. Cùng với biển Nguyễn Tất Thành, đơn vị cũng triển khai dọn rác biển dọc theo các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp. Những ngày này, đơn vị luôn bố trí nhân vật lực, tập trung xử lý kịp thời theo phương châm rác tấp vào đến đâu, dọn đến đó để tránh tình trạng rác chồng rác gây ô nhiễm môi trường.